Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng. Năm mạng Tân Tỵ là những người có bản lĩnh tự lập, không bao giờ ỷ lại dựa dẫm vào người khác, kể cả những người thân thiết trong gia đình. Họ sớm có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định cho bản thân. Và sau đây thì để cho quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về diễn tiến vận trình của mình, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải, phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Xin mời. Gia chủ Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn trực định, mạng bạch lạp kim, vàng chân đèn, khắc phúc đăng hỏa, con nhà bạch đế trường mạng, xưng con rắn, tướng tinh con thỏ, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Tân Tỵ qua bài thơ sau. Số sinh cách trở quê hương, lập nên cơ nghiệp phải 2-3 lần, thành nhân cũng tự lập thân, hai bàn tay trắng tạo nên gia đình, thuận sinh giàu có đã đành, nghịch sinh như thể con cua gãy càng. Đặng sinh sung sướng là chàng, lòng ở ngay thẳng thánh thần độ cho, ở cho biết phải biết điều, lòng thành kính Phật ít nhiều có ăn. Số có chức phận môn đình, không thầy cũng thở ít khi bẩn hàn, khi nên trời cũng chiều lòng, thái vinh sự nghiệp thanh nhàn hồi sau. Tổng quan, năm mạng Tân Tỵ là những người có bản lĩnh tự lập, không bao giờ ỷ lại dựa dẫm vào người khác kể cả những người thân thiết trong gia đình. Họ sớm có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định cho bản thân. Những người tuổi này không được may mắn về công danh hay các lĩnh vực khác trong cuộc đời, nhưng họ luôn tồn tại một nghị lực phi thường, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, đếm đủ cay đắng ngọt bùi, Tân Tỵ mới trưởng thành chín chắn hơn. Bước vào trung vận, công việc sự nghiệp sẽ phát triển ổn định như ý muốn. Tân Tỵ nam mạng không thích nịnh hót, bợ đỡ, xu nịnh, tự thân lập nghiệp, tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình. Những người này có số hưởng thọ từ 75 đến 81 tuổi, những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, lương thiện, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nam mạng Tân Tỵ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Những người may mắn nhất là nam mạng Tân Tỵ sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo không mấy yên vui, hòa thuận, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn xích mích, xáo trộn, phức tạp. Công danh phải trải qua nhiều thăng trầm, không được rộng mở, sáng lạn, ngoài 30 tuổi trở đi mới có thành tựu. Tài vận từ 35 tuổi trở đi mới được đủ đầy, sự nghiệp thu được nhiều kết quả, nhất là vào năm 36-37 tuổi. Nếu kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, công danh sự nghiệp của Tân Tỵ sẽ ngày càng phát triển, thăng tiến. Để vận trình gia đạo tài vận được vẹn cả đôi đường, nam chủ sinh năm 2001 nên thỉnh vòng tay, tam hợp, tỵ, dậu, sửu để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ, có các hình 3 linh vật tỵ, dậu, sửu, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, gia đạo từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, tỵ, dậu, sửu cũng cần được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Tân Tỵ năm mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Mậu Tý và Đinh Hợi nam nữ mạng để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, dễ được thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn cuộc sống được hạnh phúc viên mãn, con cái đề huề, tiền bạc rủng rỉnh, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, không phải lo nghĩ về bất kỳ một vấn đề gì, thì năm mạng Tân Tỵ nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về tài lộc và tình duyên như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý và Kỷ Mão. Vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu mà không vươn lên được sự sung túc khi bạn thành gia lập thất với các tuổi Giáp Thân, Quý Dậu và Ất Hợi. Nếu kết hôn với nữ mạng Bính Tuất, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Giáp Tuất, cuộc sống sẽ có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn bất đồng, hai bên cần phải lắng nghe thấu hiểu đối phương nhiều hơn để giữ gìn mối quan hệ hòa hợp lâu dài. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên,
21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi, bạn nên tránh kết hôn lập gia đình. Nam mạng Tân Tỵ sinh vào các tháng 1, 5, 6, 9, 10, 12 âm lịch, thường có số đào hoa, lấy nhiều vợ hay phải trải qua nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ. Tân Tỵ Nam mạng không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với các tuổi Quý Mùi, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, Mậu Dần và Đinh Sửu. Đó là những tuổi Đại Kỵ, nếu kết hợp với các tuổi này sẽ rất có thể gặp khó khăn bất lợi. Nếu chót yêu thương mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Bạn có đại hạn vào các năm 27, 29, 39 và 42 tuổi. Mọi chuyện phải hết sức thận trọng, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro hay đau ốm bệnh tật hoặc tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông, suôn sẻ vào những năm này. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, bất hòa. Những dự định lớn, những ý tưởng mới bạn nên đợi những năm này qua đi rồi thực hiện sẽ thu được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem theo bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật, thân chủ mang theo sẽ như có Phật độ mạng, che chở, làm gì cũng hành thông thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp vua quan tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum là cung nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải phải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tân Tỵ Nam mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Khi xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc quan trọng thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về kết quả tốt, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, tháng 7, tháng 8 của năm 26 tuổi có nhiều chuyện phiền muộn, không thực hiện được những dự định của bản thân. Tháng 11 và tháng 10 âm lịch của năm 27 tuổi có lộc về đường tài vận, sự nghiệp phải trải qua thăng trầm. Những tháng đầu của năm 28 tuổi tiền bạc dư giả, sang giữa năm có nhiều rắc rối, đến cuối năm công danh sự nghiệp lại được như ý. Năm 29 tuổi công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạn, năm 30 tuổi sự nghiệp và địa vị không may bị sụp đổ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi chuyện tình cảm và tài vận đứng như mong muốn nhưng sự nghiệp thì vẫn chưa được như ý nguyện. Tháng 5 và tháng 6 âm lịch của năm 32 tuổi được nhiều thuận lợi cho công việc, nhưng đến tháng chạp cần tránh xuất hành đi xa kẻo rước họa vào thân. Năm 33 tuổi vô cùng xấu, phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi chuyện, coi chừng tai ách, đau ốm, bệnh tật xảy đến. Năm 34 tuổi mọi trở ngại lùi bước trước bạn, công danh sự nghiệp có tiến triển tốt. Năm 35 tuổi mọi chuyện đều được toại nguyện nhưng cần phải cẩn thận vào tháng 3, tháng 6 kẻo có tai họa giáng xuống bất ngờ.
từ 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi mọi chuyện thành bại đều do chính năng lực. Năm 37 tuổi có nhiều may mắn về sự nghiệp, gia đạo có chuyện phiền muộn vào năm 38. Năm 39 tuổi là một năm yên bình, không có biến cố. Cần dành nhiều thời gian để quan tâm tới gia đình, bản thân, sẽ nhận được sự động viên khích lệ, điều mà bạn rất cần trong năm 40 tuổi. Trong năm 40 tuổi cần tránh xuất hành đi xa, tháng 8 và tháng 11 âm lịch coi chừng đau ốm, bệnh tật phải nằm viện. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi gia đình có nhiều vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ, công việc không được suôn sẻ, nên xuất hành đi xa hoặc công tác thực hiện những dự án mới sẽ gặt hái được thành công và nhất là vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch của năm 42 tuổi. Năm 43 tuổi, công việc được thuận lợi vào tháng 5, tháng 6 nhưng thường hay ốm vặt hoặc gia đình có chuyện rối rắm. Công việc gặp nhiều trở ngại vào tháng 3 và tháng 4 của năm 44 tuổi, những tháng còn lại hòa bình. Đến năm 45 tuổi, công việc được suôn sẻ, gia đình hòa thuận, đầm ấm, không có biến cố nào xảy đến. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi mở rộng kinh doanh hay đầu tư cho các dự án lớn sẽ thu được kết quả tốt. Năm 47 tuổi, một năm đủ đầy trên tất cả mọi lĩnh vực, thua lỗ trong công việc vào năm 48 tuổi nhưng không nên tuyệt vọng hay tiêu cực vì cuối năm bạn lại có lộc về tài vận. Bạn có vận hạn vào năm 49 tuổi và hết sức thận trọng trong công việc sức khỏe. Năm 50 tuổi, không nên thực hiện những dự định lớn, phải cẩn thận trong công việc cũng như quản lý chi tiêu tài chính. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn vào những năm này. Cần chú ý hơn đến sức khỏe bản thân và tiết kiệm chi tiêu sẽ tốt hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, mọi việc không được thành công rực rỡ nhưng cũng không gặp thất bại. Quan tâm nhiều hơn đến bản thân, gia đình, sức khỏe bởi vì trong những năm này sẽ có một số chuyện không hay xảy đến. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời tuổi sinh năm 2001 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ giúp cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay là khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất thì chúng tôi vẫn có một lời khuyên, đó chính là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc, vẹn tròn, dài lâu. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.